bạn chắc là không khó để các bạn nhận ra là tụi mình đang có mặt tại Hồ Dầu Tiếng đúng không? Và ngày hôm nay thì tụi mình có một cái kế hoạch, đó chính là đi camping chiêu chiêu cùng với nhau. Hứa hẹn là trong clip ngày hôm nay sẽ chia sẻ thật là nhiều những bí kíp hay dành cho những bạn nào mà chúng ta muốn đi cắm trại trong mùa hè sắp đến ha. Và đồng hành trong cái buổi camping ngày hôm nay chắc chắn là không thể thiếu được bộ ba của nhà Samsung. Đầu tiên là chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra, tiếp đến là Galaxy Watch 4 và thứ ba là Galaxy Buds 2. Nhưng mà hơi su cà na chút xíu, tại vừa nãy lúc mà Trinh đi vội quá, cái Trinh đỡ quên cục sạc ở nhà mất tiêu à. Cái điện thoại của mình bây giờ là còn 70% pin, cho nên là Trinh quyết định là sẵn tiện với những cái kế hoạch dày đặc trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ test pin em nó luôn, để xem là sáng mai khi mình tỉnh dậy mình đón bình minh thì cái chiếc điện thoại của chúng ta còn bao nhiêu phần trăm pin. Còn bây giờ thì có lẽ là đến lúc phải sắn tay áo lên chuẩn bị cùng với mọi người cho cái buổi tiệc tùng chiêu chiêu tối nay rồi. Bây giờ thì let's go. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I flow so cool. Everybody know I'm on. You know when it click through. Drop the and it's about to be a show be fun. Trời ơi mọi người, đúng là lao động là vinh quang luôn á. Ngày hôm nay thì không có cần phải tập thể dục nữa, bởi vì để mà set up được một cái không gian rất là ấm áp như thế này, Trinh cũng đã tập thể dục kha khá rồi ở nhà. Để coi. Trời ơi, tiêu hao được tới hơn 50 calo luôn nè mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa. Lần đầu tiên mà tôi thấy bà Trinh Trinh phải nói là chăm chỉ như vậy và gọi là khỏi cần phải đi tập thể dục luôn, tại bởi vì set up ở đây cũng rất là nhiều. Chẳng hạn giống như tụi mình này, tụi mình đi từ Sài Gòn di chuyển ra Dầu Tiếng thì tầm khoảng 2 tiếng đi. Thì tụi mình đi từ buổi trưa lên tới đây là tầm khoảng buổi chiều một xíu, và các bạn có thể ngắm hoàng hôn cũng như là chụp những bức ảnh check-in phải nói là rất là xịn sò luôn. Ê, nhưng mà mình phải lưu ý cho mọi người, đó chính là ở đây thì bọn mình hoàn toàn là không có điện luôn. Những cái đèn ở đây mọi người thấy là do cái bình ắc quy ấy, nó điện nó cũng khá là yếu ấy. Cho nên là mọi người nên chuẩn bị sạc dự phòng dành cho điện thoại của mọi người. Tất nhiên nếu như các bạn có một chiếc điện thoại Viên Châu giống như là S22 Ultra bọn mình đang chuẩn bị thì chúng ta cũng có thể thoải mái một ngày dài mà không lo cái gì cả. Đúng rồi. Ê, nhưng mà bây giờ hoàng hôn xuống rồi, tranh thủ chụp hình đi nè. Thằng này nãy giờ chỉ có lo chụp hình thôi, Vượt, cái này. Đâu? Gắn cái tripod vô. Đâu, hiểu. Hoặc là chị có thể điều khiển bằng cái đồng hồ của chị đó. Thế thì bây giờ em vô gắn tripod thì xong rồi mình điều khiển bằng cái S-Band hoặc là cái đồng hồ của chị luôn rồi được không? Tụi mình đã có thật là nhiều ảnh đẹp rồi nè. Chụp ảnh đẹp xong thì để lung linh hơn, các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp bằng các hiệu ứng có sẵn trên Galaxy S2 Ultra luôn. Mặc dù là cũng đã thấm mệt rồi nha, nhưng mà với một không gian hoang sơ mát mẻ như thế này thì chắc chắn là không thể bỏ lỡ một màn đàn ca vui hát thả mình cùng với thiên nhiên rồi đúng không? Tất nhiên là phải tiếp tục dùng đến sự trợ giúp của em S2 Ultra này, giúp tụi mình quay lại một chiếc clip thật là đẹp và có thật là nhiều kỷ niệm. Có sự nét căng bằng Galaxy S2 Ultra rồi thì tụi mình chỉ cần chỉnh sửa nhanh trên điện thoại, thêm một vài hiệu ứng đơn giản là tự nhiên clip nó ạt rồi đó. Mời mọi người xem thành quả của tụi mình nha. Bây giờ thì mọi người phải đi nghỉ ngơi thôi, cần hứa hẹn với nhau là sáng mai dậy thật là sớm để đón bình minh nữa nè. À, một tip nữa dành cho các bạn, vì ở đây còn rất là hoang sơ nên là các bạn phải chuẩn bị sẵn thuốc xịt mũi chống côn trùng như là tụi mình nha. Vậy thì mới an tâm vui chơi, đánh giấc ngon lành được. Trên đó thì có một cái thói quen thích nghe nhạc nhẹ nhàng trước lúc ngủ. Để không làm phiền mọi người thì mình sẽ mang Galaxy Buds 2 nè. Với chế độ chống ồn chủ động của Buds 2 thì sẽ giúp mình tận hưởng trọn vẹn không gian cực chill đâu đây, y như là đang nghe live show và chắc chắn là sẽ ngon giấc hơn nữa nè. À, bật mí với các bạn nè, Galaxy Watch 4 sẽ có rất là nhiều chế độ theo dõi sức khỏe nè. Ngoài việc theo dõi các chế độ luyện tập thì tối nào Trinh cũng có thói quen là đo giấc ngủ trên chiếc đồng hồ này hết á, để mà có thể đo nồng độ oxy trong máu, theo dõi âm thanh cùng với lại các thói quen vô thức khi ngủ. Rồi từ đó chiếc đồng hồ này nó có sẽ giúp mình thêm thật là nhiều lời khuyên để mà cải thiện giấc ngủ, giúp mình luôn có một cái giấc ngủ chất lượng và tràn đầy năng lượng vào buổi sáng hôm sau đó nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ngủ ha, tại vì mọi người sáng mai mình gặp nhau đón bình minh. Bye bye. Ta-da! Như
vậy là mình đã giữ lời hứa các bạn là sẽ dậy thật là sớm để có thể đón bình minh. Và vừa nãy thì mình cũng có chụp rất là nhiều những bức ảnh bình minh ở đây, thì các bạn có thể thấy rằng là cái bức hình của chúng ta cái độ chi tiết cực kỳ cao luôn. Thậm chí là khi mà Trinh chuyển sang cái chế độ góc rộng á, để mà lấy được nhiều khung cảnh hơn á, thì cái chi tiết vẫn có thể giữ lại rất là sắc nét. Và thật sự là trong cái buổi cắm trại ngày hôm qua thì các bạn có thể thấy rằng là hệ sinh thái của Samsung đã giúp cho Trinh cũng như là những cái người bạn của mình á, có được một cái trải nghiệm vô cùng liền mạch luôn. Rồi từ cái việc là mình có thể theo dõi sức khỏe nè, xong rồi với lại Galaxy Buds 2 á, thì có thể giúp Trinh có thể đắm chìm vào một cái không gian rất là chiêu chiêu ở đây đúng không? Và đặc biệt nhất phải kể đến đó chính là Galaxy S22 Ultra này, giúp Trinh thách thức bóng đêm luôn, có rất rất là nhiều những hình ảnh đẹp dù là cái điều kiện của chúng ta rất là khắc nghiệt. Hôm qua Trinh có hứa là sẽ test pin cho mọi người xem á, nên là bây giờ phải show kết quả ha. Thì wow, 36% pin. Trời, mọi người có thể thấy là hôm qua Trinh quay chụp rất là nhiều, thậm chí là dựng bằng điện thoại luôn, nhưng mà cái chiếc máy này pin rất rất là trâu luôn nha. Nguyên một buổi tối quay chụp này nọ các thứ luôn á, thì pin từ 70% mà còn tới 36% đủ để mình về Sài Gòn để bọn mình có thể sử dụng tiếp luôn á. Và thật sự là nếu như bạn nào mà trong cái mùa hè sắp đến mình muốn đi cắm trại thì nhớ là đến Hồ Dầu Tiếng nha, bởi vì đây sẽ là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị mà có lẽ là chưa bao giờ mà các bạn có được những cái trải nghiệm nó hấp dẫn đến như vậy luôn á. Còn bây giờ thì có lẽ rằng là cũng đã phải kết thúc cái buổi đi cắm trại ở đây rồi, thì chắc là Trinh sẽ đi vào bên trong để mà có thể chụp những tấm ảnh check cao xinh xinh để có thể show cho các bạn xem một chút xíu nữa. Vô dọn dẹp nè bà ơi. Đó, thấy chưa, trời ơi, biết rồi biết rồi, nãy giờ mãi chào mọi người quá cho nên là không có phụ bạn bè. Thôi bây giờ mình đi vô mình phải phụ bạn bè ha, và đừng quên có rất là nhiều ảnh đẹp phía sau nữa, nhớ xem nha. Bye bye. Rồi rồi.